Zg cho Kupiansk sắp điểm. Ngoài 122.000 quân, Nga còn triển khai hơn 1.100 xe tăng, gần 2.000 xe bọc thép, hơn 1.000 hệ thống pháo và hơn 400 hệ thống rocket phóng loạt. 122.000 quân Nga đánh Limon Kupiansk Tờ New Voice of Ukraine ngày 5 tháng 3 dẫn lời người phát ngôn của nhóm tác chiến Khotitsia Yulia Zevlas cho biết các lực lượng Nga đã tích lũy một lực lượng khổng lồ lên tới 122.000 binh sĩ trên mặt trận Limon Kupiansk. Bên cạnh đó, Nga đã triển khai hơn 1.100 xe tăng, gần 2.000 xe chiến đấu bọc thép, hơn 1.000 hệ thống pháo và hơn 400 hệ thống rốc két phóng loạt tại khu vực này. Ông Zeverlats dẫn thông tin tình báo cho biết thêm rằng Nga hiện đang điều động nhiều đơn vị tác chiến tới khu vực xung quanh sông Chony Zerebes. Họ đang chuẩn bị các công trình phòng thủ và huấn luyện lực lượng tấn công, ông Zeverlats nói, đại đội thứ ba trong mỗi tiểu đoàn của Nga đều là đơn vị xung kích. Đây là những binh sĩ đã liên tục tham gia các đợt tấn công kiểu máy xay thịt. Riêng tại Kupiansk, vùng Kharkiv, tính đến đầu tháng 2 năm 2024, khoảng 40.000 quân Nga cùng 1.150 xe tăng thiết giáp đã tập trung tiến công, siết chặt vòng vây. Trong khi đó, tại mặt trận Liman, vùng Donetsk, ông Zevlas cho biết Nga đang nỗ lực tập trung lực lượng gần làng Terni. Nga tấn công với tốc độ cực nhanh. Đài truyền hình công cộng Trà Vinh Center, TVC, Du, của Nga ngày 5 tháng 3 cho hay, chỉ trong hai ngày qua, tình hình ở hướng Liman Kupiansk đã thay đổi đáng kể. Pháo binh và lực lượng hàng không Nga liên tục tấn công làng Terni. Cuộc tấn công đang diễn tiến với tốc độ cực nhanh. Nếu chỉ một ngày trước, lực lượng Nga còn cách ngoại ô Terni 1 km thì hôm nay họ đã tiến vào ngôi làng dưới sự yểm trợ của trực thăng, TVC đưa tin. Tại Kupiansk, điều duy nhất đang ngăn cản cuộc tiến công của Nga vào thành phố này là các bãi mìn liên tiếp do Ukraine bố trí. Để giảm bớt rủi ro, trước mỗi đợt tập kích mới, các kỹ sư quân sự Nga đã tìm cách tạo ra lối đi giữa các hàng rào mìn. Trên các tuyến đường mòn, lực lượng Ukraine chủ yếu cài cắm mìn chống tăng. Theo TVC, điều đó đồng nghĩa phía Ukraine đang vô cùng e ngại trước sức ép của các tiểu đoàn tăng Nga. Các kỹ sư loại bỏ tới hàng trăm quả mìn tự tạo, tuy nhiên, họ phải hành động nhanh chóng nếu không muốn bị máy bay không người lái phát hiện, TVC cho hay. Tin cấp báo gửi tới Bộ Tổng tham mưu Ukraine. Theo kênh truyền hình Sagras TV, Nga, Tình báo Anh vừa chuyển thông tin tình báo mới tới Văn phòng Tổng thống và Bộ Tổng tham mưu Ukraine vài ngày trước. Trong đó đề cập tới việc quân đội Nga đang chuẩn bị bốn quân đoàn xung kích mới cho cuộc tấn công mùa xuân nhằm vào miền đông Ukraine. Tình hình Kipiansk nói riêng và tình hình Kharkiv nói chung đang rất nóng. Tình báo Anh cho biết Nga muốn thu gọn một phần mặt trận và giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mới để củng cố vị thế trong cuộc xung đột vẫn còn kéo dài. Với tình hình hiện tại, Sagrat TV cho biết ông Zelensky đã kêu gọi người dân hủy bỏ kế hoạch quay trở lại Kharkiv nếu có. Thông tin này cũng được truyền thông Ukraine đăng tải. Theo tờ Kyiv Independent, khi phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 1 tháng 3, ông Zelensky đã nói rằng Kharkiv không còn đủ an toàn để các cư dân Ukraine quay trở lại thành phố. Tôi không nghĩ Kharkiv lúc này được bảo vệ an toàn đến mức tôi có thể khuyên mọi người quay trở lại, ông Zelensky nói. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận lực lượng vũ trang Ukraine rất khó bảo vệ hoàn toàn Kharkiv, ngay cả khi củng cố khu vực bằng các hệ thống phòng không hiện đại. Chúng ta hiểu rằng cần phải đẩy lùi người Nga ra xa hơn nữa. Nếu không, việc bảo vệ hoàn toàn Kharkiv sẽ rất khó khăn, ông Zelensky nhấn mạnh. Theo người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Kharkiv của Ukraine Oleg Sinegubov, trong ngày mùng 3 tháng 3, lực lượng Nga đã lần đầu tiên phát động cuộc tấn công bằng bom dẫn đường mang đầu đạn trùm ở Kupiansk. Với diễn biến mới, hội đồng phòng thủ của Ukraine sẽ xem xét phương án bắt buộc sơ tán đối với các gia đình có trẻ nhỏ trong khu vực. Lần đầu tiên, một cuộc tấn công bằng bom KAB với đầu đạn chùm đã được ghi nhận ở Kupiansk. Chúng tôi hiện đang tiếp tục xây dựng các công sự và đang chuyển sang giai đoạn tác chiến thứ ba, ông Sinegubov nói. Lệnh sơ tán bắt buộc dự kiến sẽ được áp dụng tại 57 ngôi làng ở vùng Kharkiv. Theo ông Sinegubov, kể từ khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine. 28.329 người đã được sơ tán khỏi vùng Kharkiv. Tính riêng trong năm 2024, đến thời điểm hiện tại đã có 1.500 người được đưa đến nơi an toàn. Trước đó, tờ Pravda cho hay khoảng 80% doanh nghiệp Ukraine đã được sơ tán khỏi Kipyansk. Quá trình này dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa tháng 3. Tờ báo dự đoán lực lượng vũ trang Ukraine sẽ rút lui khỏi khu vực vào đầu tháng 4.